phẫu thuật viêm xoang kịp thời để đời khỏe mạnh thành thơi. Trước Tết thì mình cảm thấy rất là đau đầu ấy, và mỗi khi mà thay đổi thời tiết ấy, thì mình thấy là mình bị mũi rồi là ho ấy, thì rất là tình trạng nó kéo dài rất là lâu, nên là khi mình quyết định mình đi khám thì phát hiện ra là bị xoang cũng khá là nặng rồi. Viêm xoang là bệnh lý thường gặp, gây ra nhiều phiền toái cho người bệnh và có thể gây ra nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm như nhiễm trùng ổ mắt, viêm tai giữa, viêm màng não, liệt dây thần kinh. Vì vậy, người bệnh cần được phát hiện sớm cũng như điều trị kịp thời để ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Đối với trường hợp của chị Hiền, sau khi thăm khám, bác sĩ đã xác định chị bị viêm đa xoang do nấm, viêm mũi phỉ đại, thoái hóa quân mũi giữa. Tình trạng bệnh tái diễn nhiều lần, điều trị nội khoa không đạt hiệu quả nên bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật được tiến hành tại phòng mổ vô khuẩn một chiều do thầy thuốc ưu tú bác sĩ Dương Văn Tiến, trưởng phòng khám tại mũi họng TCI cùng các bác sĩ điều dưỡng chuyên môn cao tại TCI thực hiện. Đối với điều trị viêm xoang các vấn đề về tai mũi họng, CareStore được đánh giá là hệ thống phẫu thuật tiên tiến ưu việt hiện nay với hệ thống camera dẫn truyền hình ảnh rõ nét giúp bác sĩ chẩn đoán và thao tác phẫu thuật chính xác, hạn chế xâm lấn, bảo toàn niêm mạc khỏe mạnh, phẫu thuật không gây đau, hạn chế chảy máu, khôi phục sự lưu thông của xoang mũi hiệu quả, rút ngắn thời gian phẫu thuật, đảm bảo thẩm mỹ, không để lại sẹo, hiệu quả cao lên đến 90%, thời gian lành thương nhanh. Qua đánh giá, bác sĩ Dương Văn Tiến cho biết, dù người bệnh bị viêm xoang khá nghiêm trọng, nhưng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, tình trạng này đã được xử lý triệt để chỉ trong vòng hơn 2 giờ phẫu thuật. Để quá trình phục hồi diễn ra nhanh, an toàn thì người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trong việc nghỉ ngơi, vệ sinh mũi họng đúng cách.